Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một bài test để test cho bác Hiếu đôi loa Bát 30 Martin từ 190 côn 76. Đấy. Bác đặt hàng đôi loa này của em. Đấy, hôm nay em test để giao cho bác. Đấy, và bác cũng muốn là nghe chất âm của con này lại một lần nữa khi test một bài nhạc có lời để cho bác nghe. Đấy, sau đây Tùng sẽ mở nhạc để test cặp bát này. Cho bác xem đã. Hình của bác nha các bác. Đấy. Đây là củ bát của nó đây nhá. Đấy, từ 190 côn 76. Đấy. Bác rất yên tâm khi nhận hàng của em. Đấy. Hôm nay Tùng xin dùng video ở đây. Đấy. Các bác có nhu cầu thì liên hệ Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972068141 để Tùng tư vấn trực tiếp các bác lắp đặt bộ bát 30 từ 190 côn 76 này các bác nhé. Đấy, em xin hôm nay em xin dừng video ở đây. Xin chào tất cả các bác.